Rồi, xin chào cả nhà. Xin giới thiệu cái loại Tết Bum này. Thì hôm nay xin giới thiệu cái loại được 53 nhé. Tức là cái Tết Bum này mình Tết được 53 tối đa. Thì mục đích của cái Tết Bum này là chúng ta dùng để đo áp lực. Chúng ta để test cái hệ thống nước trong công trình của mình hoặc là hệ thống dầu, để xem thử là cái hệ thống của mình nó có đảm bảo cái độ rò rỉ hay là nó chắc chắn chưa. Thì thường là người ta dùng cái test bơm này. Thì nó có loại 253, loại 53. Thì bữa nay giới thiệu cái model là RB50, rất là phổ biến cũng như là nổi tiếng ở thị trường châu Âu. Thì máy này có đặc điểm là cái vỏ thùng là được làm bằng thép, sơn màu rất là đẹp và có hướng dẫn chi tiết trên cái thùng này. Thì trên thùng máy thì có một cái đồng hồ đo áp lực này. Chúng ta thấy đồng hồ này là đồng hồ lớn 63 tối đa. Và có hai cái van, đó là van V1 và van V2. Thì để vận hành cái test bơm này, đầu tiên đó là chúng ta phải dùng cái dây người ta đã làm sẵn cho mình rồi, mình kết nối vào hệ thống của mình. Sau đó thì chúng ta cho nước vào trong cái bồn và tiến hành bơm. Thì trước khi bơm thì mình sẽ đóng cái van V2 lại. Chúng ta đóng cái van V2 lại thì bắt đầu mình bơm. Bơm khi mà đủ áp, tới một cái áp mà chúng ta mong muốn, ví dụ như mình muốn là 53. Thì khi mà mình kích cái bơm của mình mà lên được 53, chúng ta xem trên cái đồng hồ này. Đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ đóng cái van V1 lại và chúng ta giữ ở đó một thời gian để xem thử là cái hệ thống của mình nó có rò rỉ hay không. Rồi, như vậy thì cái việc vận hành của cái bơm này nó cũng khá là đơn giản. Sau khi mà cái hệ thống của mình đã kiểm tra cái hệ thống của mình mà ổn rồi á, tức là không có bị sụt áp trên cái thời gian mà mình chờ đợi á, thì bắt đầu bây giờ mình sẽ tiến hành xả van V1 và xả van V2 này ra. Thì lúc bây giờ là nước nó sẽ tự nó thoát ra ngoài nhé. Rồi là xem như là cái việc kiểm tra của mình là xong. Thì nó cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ có việc là kết nối vào và đóng van, sau đó là mình dùng cái cần này mình kích tới kích lui cho nó lên được cái 3 trên cái đồng hồ á, cái áp mà mình thấy nó đã đạt rồi thì mình cứ khóa van lại. Thì cái trình tự nó cũng có hướng dẫn cụ thể lên trên cái thùng hộp này bằng rất nhiều ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, rồi vân vân, rất nhiều thứ tiếng. Ở đây thấy có 1 2 3 4 5 6 7 8 thứ tiếng lận. Rồi thì cái test bơm này thì rất là phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam thì thấy còn mới, do vậy thì hôm nay giới thiệu với cả nhà cái test bơm này nhé. Rồi, xin cảm ơn.